Thưa các bạn, Galaxy Note 8 là chiếc điện thoại đầu tiên được DisplayMate xếp hạng A+ về màn hình nhờ vào khả năng có độ chân thật hình ảnh 100%, độ sáng cao hơn 22% so với Galaxy S8 và góc cũng rộng hơn. DisplayMate đánh giá cao viền mỏng và thiết kế của Note 8, giúp máy không to hơn trong khi có thêm không gian sử dụng trên màn hình, hơn 14% so với những Note đời cũ. Hồi Galaxy S8 mới ra mắt, DisplayMate cũng đánh giá rất cao màn hình của chiếc điện thoại này. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tóm tắt sơ qua đánh giá màn hình Note 8 của DisplayMate. Đầu tiên là thiết kế toàn màn hình chiếm gần hết diện tích mặt trước. Thứ hai, màn hình OLED cong sản xuất trên chất nền dẻo. Thứ ba, màn hình lớn 6,3 inch với diện tích lớn hơn 20% so với S8. Thứ tư, tỷ lệ màn hình cao hơn 18,59, lớn hơn 15% so với màn hình 16:9 truyền thống. Thứ năm, màu sắc bao phủ 100%. Thứ sáu, màn hình của Note 8 cũng được chứng nhận Mobile HDR Premium từ Hiệp hội UHD. Thứ bảy, khi chuyển sang chế độ gam màu tự nhiên trên Note 8, không gian màu càng rộng hơn nhờ vào công nghệ màn hình OLED Deep Red. Thứ tám, độ sáng màn hình Note 8 cao hơn 22% so với S8. Thứ 9, vẫn còn sử dụng cách sắp xếp sức pixel theo kiểu kim cương, nhưng nhờ độ phân giải 2960 x 1440 cao, 512 ppi nên không bị rỗ. Thứ 10, chế độ Night Mode và Blue Filter giúp giảm ánh sáng xanh có hại cho mắt. 11, góc nhìn rộng và cuối cùng đó là kính Gorilla Glass với độ bền cao. Galaxy Note 8 ra mắt chưa được bao lâu nhưng mà ngay bây giờ thì Liên xin mời tất cả các bạn hãy cùng nhau chiêm ngưỡng một concept Samsung Galaxy S9 thật là đẹp mắt. Mẫu concept này được kênh YouTube thực hiện dựa trên những thiết kế rò rỉ cho là của chiếc siêu phẩm này. Thiết kế màn hình vô cực sẽ không còn xuất hiện trên chiếc S9 nữa, mà thay vào đó là ngôn ngữ thiết kế màn hình không viên, tận dụng tối đa 100% diện tích bao phủ ở mặt trước. Máy cũng sẽ không còn mềm mại và nữ tính như ở thế hệ hiện tại, mà sẽ góc cạnh hơn và sang trọng hơn, từ đó phù hợp với nhiều sở thích hơn. Điểm đặc biệt trong thiết kế này đó chính là cơ chế trượt rất là thông minh. Do diện tích mặt trước được tận dụng 100% nên không còn chỗ cho camera selfie. Giải pháp là nó giấu bên dưới màn hình khi cần là trượt lên. Công nghệ cảm biến vân tay cũng sẽ được tích hợp thẳng vào màn hình. Ở mặt lưng sẽ xuất hiện chiếc camera kép theo xu hướng, nhưng lần này cụm camera sẽ đặt lệch về góc trái, khác hẳn phong cách bấy lâu nay của Samsung. Nhìn chung, ngôn ngữ thiết kế mới này rất là hiện đại. Thiết kế màn hình vô cực sẽ không thể xuất hiện mãi trên các thế hệ sau này, và đây là giải pháp không thể tuyệt vời hơn. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với thông tin của một chiếc flagship đến từ LG. Vâng thưa các bạn, LG V30 dự kiến sẽ được ra mắt vào ngày hôm nay, 31 tháng 8. LG V30 sẽ là thiết bị đầu tiên của hãng sử dụng màn hình OLED. Ngoài ra, máy còn sở hữu kích thước màn hình hiển thị 6 inch, bộ nhớ trong 64GB. Màn hình này được mong đợi sẽ mang lại một vẻ ngoài với viền siêu mỏng công nghệ hiển thị Full Vision 18:9. Chưa hết, LG V30 trang bị chip xử lý âm thanh Quad DAC Hi-Fi, nâng cao 32 bit và hỗ trợ Google Assistant. Ngoài ra, smartphone này sẽ lên kệ tại Hàn Quốc từ ngày 7 tháng 9 và máy có giá bán là 800 USD, tương đương với 18 triệu đồng. Ngoài ra, LG V30 còn có một biến thể khác có dung lượng bộ nhớ trong là 128GB. Và đó tất cả thông tin của Hi News ngày hôm nay. Các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Thế Giới Di Động thông qua cái logo màu vàng này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.